Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ sửa cái cây. Cây này là cây biển đảo Vĩnh Lợi các bạn. Cái lá các bạn thấy không? Cái lá nó tròn, tròn rất là đẹp. Đó, cấu trúc lá này các bạn. Nó sen, cái nó bị có trái tim nè, các bạn thấy không? Nó gút lá lại là có trái tim. Đó, cây này thuộc cây dọc biển Vĩnh Lợi nha các bạn. Đó, thì nay mình sẽ chỉnh sửa cây này nữa các bạn. Cái này mình sẽ chỉnh sửa lại. Cái này thì cái thân nó thì cũng có co lắc sơ như các bạn. Cái này từ ngày mình mua về các bạn, mình có chỉnh sửa một lần, mình uống kẽm rồi nay bỏ ra, nó ra nó phóng tàn quá các bạn, nó phóng tàn dài quá này, bạn thấy không, nó phóng tàn dài quá mình phải cắt thôi. Gà dữ lắm các bạn. Mình nói mình không mua kiểm nữa các bạn, không mua nữa, mình nói như đây mình là chơi là đủ rồi. Cái ghiền ghiền các bạn cứ mua hoài, mua hoài, mua riết là ăn sôi luôn á. Cây này thì nó không có cái gì phải đẹp đẽ. Cái mặt cắt này các bạn, mình sử dụng mấy cái máy lũa các bạn. Mình đây mình có cái máy lũa, mình lũa cái mặt cắt này nè. Mặt cắt này mình không thể được đưa cái tay được, do đó mình phải sử dụng cái máy này. Có cái máy lũa này mua cũng phải 800.000 thôi. Đây, cái này mình cắt mình lũa là các bạn, mình làm lũa nè. Lũa cái này lại để mình tha keo các bạn, cho nó bao mặt cắt lại. Cái này ai làm cũng được, tại vì mình sẵn có máy mình làm luôn các bạn. Người ta có cái dao các bạn, người ta gọt,
còn mình á mình không dám, cái dao nó sắc bén lắm bạn. Cái dao nhựt cái rất là bén. Cái dao nhật rất là bén các bạn, do đó mình không có không dám mà sử dụng nó như cái kẹp, chịu cái tay nó lỡ cái gì nó đứt tay nó không đó. Do đó thôi mình lặn cái máy lũa này đi không, cái lũa này nó không có gì mà có cái cầm cấp điện lên thôi đó. Đến cái giai đoạn nào thì nó mình sẽ tha cái keo nó lại rồi nó lắp mặt cắt lại à. Mới mua cái máy lũa gì mình đâu biết xài các bạn. Nó nhờ nó làm từ từ cũng mới quen. Nhưng mình lũa thì không có đẹp. Chủ yếu mình lũa những cái gì mà mình nó cái mặt cắt này các bạn. Đây. Nè, cái máy lũa mình nè các bạn. Đó, nó quay. Nè mình lũa rồi các bạn, đó mình lũa cho nó mới mới cái này ha, đó cho nó liền liền cái này, đó, cái mũi lũa sao nó văng nó mất tiêu luôn các bạn, rút ra. Tiếp tục chỉnh cái tàn lại xong mình thắt cái này lại. Làm gần là mình xài kẽm này nó hao quá các bạn, hao rất là hao kẽm, tại vì khi mà mình cắt kẽm xong các bạn mình không có giữ lại, mình bỏ ra rồi. Rồi đó cái kẽm mình rất là hao. Tính cái thời gian mà mình phải tháo kẽm và giữ kẽm lại nó lâu quá các bạn. Đó thôi.
mà không có thời gian để nhiều để làm những chuyện. Bây giờ mình sẽ quấn cái này. Cái tàn này ngày xưa các bạn, hồi lúc mình mua về các bạn nó thiếu, bây giờ mình nuôi ra có mình chỉnh lại. Cái máy lũa này á cũng dễ bạn, làm cho mình xử lý mặt cắt các bạn. Mặt cắt bây giờ đó, nó nằm trong kẹt á, các bạn mới đưa cái máy lũa vô được, không có đưa cái đục cái gì vô bây giờ được rồi. Sơ nó vậy thôi. Khuyết các bạn, khuyết phần tháo thì ra vô phòng kẹt khác. Cái này vậy, cái Vĩnh Lợi các bạn,
cây này là không phải là của La Cà khai thác, và La Cà đi mua là các bạn mua cho các anh em mà trước đi bứng chung á, là La Cà phát hiện biết mấy anh em này, theo La Cà nói là những anh em này ta đi biển lúc nào á, khi mà anh em ta về á, nếu anh em ta bán thì vô hỏi mua, không bán thì thôi, thì giờ mình cũng nói giờ cứ vô hỏi mua, bán được cứ lấy về cho mình, tại vì mình thích cái yêu cái dòng Hải Châu Vĩnh Lợi này. Lá nó thứ nhất các bạn, mình nói đơn giản thôi, cá Vĩnh Lợi á không phải cây nào lá cũng đẹp nha các bạn, nhưng mà nó là nó đẹp ở mình nói năm nay coi 60% đi, nói vậy đi, nhưng mà nó có hơn các bạn, nó có hơn đó, đẹp hơn. Mình mua đây mình biết các bạn, mua nhiều lắm, cây Vĩnh Lợi đã ra số vườn mình rất là nhiều, bây giờ nó sẽ bị tuyệt chủng rồi, không còn nữa, mình nói vậy các bạn biết rồi đó, bị tuyệt chủng rồi, không còn, là do là anh em ta khai thác quá nhiều, do đó bây giờ là nó không còn, nó cứ rễ người ta cứ vẫn lấy mà. Làm cái bonsai lùn các bạn, tới đây khóa cái đọt lại. Mình nói thật, vì cây Hải Châu mà mình mua về mình quên các bạn, mình nói thật quên luôn, không nhớ là cái mua lúc nào mà ở đâu mua của ai luôn, có mua thời điểm nào, khi mình sang chậu đó các bạn, mình sang chậu rồi để cái chậu ra rồi mình không biết cái chậu đó mua cây nào lúc trước, trời ơi, mua gì mà bao la luôn, quá trời cây luôn. Thế mà mình làm mình lũa này kia nọ các bạn, mình thấy giống chuyên nghiệp không, y chang chuyên nghiệp không, nhưng mà mình không có chuyên nghiệp, cái vụ đó vụ lũa là mình thấy có cái máy bán ở shop Trường Thảo về ngoài Nam Định nó đâu mình cũng biết nữa, thấy có nó hay, trước giờ mình cũng thấy đi coi các bạn, coi cái anh em người ta lũa cây á, mục đích mình mua cái cây lũa này các bạn, cái lũa này nè mình mua về không phải mình lũa cây Hải Châu, mà mình mua về á các bạn, mình lũa cái lũa cây gì không, mình lũa cái cây trắc, nhưng mà cây trắc để cái lũa quá nhỏ chịu không nổi, do đó bây giờ là không có lũa được, do đó mình bây giờ làm chuyển qua lũa cái Hải Châu này nó cũng bất đắc dĩ thôi. Mình bữa mình mua cây ngoài miền Trung về mặt cắt bự quá, mình thò đưa cái đục vô hoặc đưa cái cạp vô cũng không được, nó kẹt nhánh kẹt tùm lum thôi, lấy cái lỗ làm thử rồi, nhưng mà tự nhiên cây Hải Châu này nó mềm các bạn, so với cây trắc nó mềm hơn rất là nhiều đó, do đó là mình làm luôn, mình thấy có lý thôi sử dụng luôn, chứ cây lỗ của cây Hải Châu này á, trước giờ mình chưa có lũa lần nào, mua cái lũa về chủ yếu là cây trắc đó các bạn, không, tại vì mình có cây trắc mà nó lũa cái thân nó lũa nhưng mà nó không có đẹp, mình tính về mình lũa, mình có mua dầu lũa về mình làm đó các bạn, nhưng mà nó không được, nó không đẹp, do đó mình không có sử dụng cái lũa cây nữa, cái cây này nữa. Sơ bộ là vậy.
dạng gì đi. Keo này là cái keo đậu ngu nha các bạn, liền mà cắt mình keo mà mình tha vô cái mặt cắt lớn thôi, mình không dám tha vô những cái chỗ khác nha các bạn, đó không dám tha vô chỗ khác, lý do là nó tạo những cái nu các bạn, thì khi nó cứ làm hư cây tha lớp keo này lên cái rồi. Mình làm cái cây này cũng hơi lâu. Rồi, thông cảm nha. Kiểu ngọt vui vẻ. Xong rồi các bạn làm tóc hành đi. Xong coi như là tạm thời các bạn, tạm thời cái cây này nó vậy đi. Đó, giờ mình quay hết lại các bạn xem. Trời nó bay. Thấy không? Đây. Gốc này to các bạn. Nè, mình để cái gói nè các bạn thấy không? Mình để cái gói phân dơi các bạn. Rễ nó ăn lên nè. Nó ăn lên nè các bạn. Các bạn thấy nó ăn lên không? Đó. Ăn lên. Rồi clip đây cũng dài các bạn. Mình tạm dừng cái clip tại đây. Đó, mình để mình đo cái thông số cây này nha các bạn. Mình lỡ các bạn cây thông số này, cây này rất là to cho một cốt một thân ở Vĩnh Lợi. Còn đây mình chứng nha các bạn. Nè, mình chứng nè. Đó. Những cây này giờ không còn nữa các bạn. Cái rừng cũng không có. Cái núi cao á cũng hiếm nữa. Anh em ta gặp người ta hốt liền mà ngay như cây cơn. Còn cây này thì nó cũng to lắm chút xíu. Đó thì mình làm nước này. Đây. Lùng liền lực. Chiều cao nó có 50 các bạn. Rồi, mình kết thúc clip nha các bạn. Quá nhiều, quá dài. Trên cành nó cũng to hết rồi. Trên. Nè, trên xuống rồi các bạn. Đó, trên. Tàn mảnh hết rồi các bạn. Mảnh tàn hết rồi.